Anh Vì Văn Quang ở bản Cang, xã biên giới Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp. Ở độ tuổi 28, anh Quang được cha mẹ cho ra ở riêng với tài sản là vài trăm mét vuông ruộng canh tác, một đôi bò và vườn cam 240 gốc. Vậy mà đầu năm nay, qua bình xét, gia đình anh được đưa vào danh sách hộ nghèo của bản, đồng nghĩa với việc anh sẽ được thụ hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, song điều này không làm anh vui mừng. Các hộ trẻ mới ra làm nhà mới thì tài sản chưa ổn định, giả sử như nhà mình đây cũng thế thôi, là vẫn rơi vào hộ nghèo theo tiêu chí. Trong thời gian tới thì em sẽ cố gắng phấn đấu để thoát nghèo. Trong khi đó, gia đình ông Lò Văn Tương ở bản Him Cáp, xã Mường Và, hàng năm vẫn phải hỗ trợ cứu đói từ 2 đến 3 tháng, lại không đủ điều kiện để được công nhận hộ nghèo. Nhà ông Tương này đáng thương lắm, toàn đi chăn trâu thuê, vợ chồng già cũng chăm chỉ nhưng vẫn thiếu ăn. Bây giờ bình xét lại không được là hộ nghèo, không được nhà nước hỗ trợ gì, bản ai cũng thương. Tình trạng hộ nghèo nhưng nằm ngoài danh sách, khá giả nhưng lại thuộc hộ nghèo, đang phổ biến ở khắp các xã, các bản của huyện Sốp Cộp. Theo người dân ở đây, chính thang điểm trong bình xét hộ nghèo đa chiều hiện hành đã tạo nên bất cập này. Xác định không đúng đối tượng nó lại dẫn đến về ảnh hưởng đến về phát triển kinh tế xã hội. Rồi những trường hợp hộ được không được hộ nghèo nó có tinh thần tán nản, rồi là cũng muốn tự vươn lên, rồi là so sánh chi bì. Thống kê đến đầu năm 2017 này, huyện Sốp Cộp có trên 4.600 hộ nghèo, chiếm gần 46% dân số toàn huyện. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tổng Thị Kiên, con số này chưa phản ánh đúng thực tế hộ nghèo ở huyện. Đề nghị với chính phủ là các cấp có thẩm quyền sẽ xem xét điều chỉnh làm sao các tiêu chí và các thang điểm nó phù hợp chung với công tác chỉ đạo chung cho cả nước cũng như là phù hợp với từng vùng miền như là huyện Sốp Cộp của chúng tôi. Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, những bất cập trong cách xác định hộ nghèo hiện nay đang khiến chủ trương đúng đắn ấy chưa được thực hiện hiệu quả. Cần những hướng dẫn cụ thể hơn, dễ hiểu, dễ làm hơn để xác định chính xác hộ nghèo, từ đó có những tác động đầu tư đúng đối tượng, đúng mục đích, giúp họ có điều kiện vươn lên.